Loạt penalty đầu tiên, Tiền Châu Bình sẽ đội sẽ thực hiện trước. Chúng tôi thấy được rằng các khán giả của hai đội rất đông, hồi hộp. Thủ môn đã đầy được bóng nhưng cú sút phạt rất cao. Thủ môn đã đầy được bóng nhưng cú sút phạt rất cao. Rất hay, một pha bóng đá bóng tốt và đầy bóng. Với pha tự huyền đầy bóng. Rất thực hiện, rất xuất sắc với hai pha tập tập liên tiếp. Một pha đưa bóng vào khung xa, đánh lừa thủ môn. Một pha xuất bóng rất tốt. Pha đi vào góc thấp của cầu môn. Này quản lý này, này quản lý đi hít vào này. Yeah.
Một pha đã đoán được quả bóng. Rất hồ cho các khán giả, các cổ động viên.